xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bé ăn quả nha. Quả bằm bằm. Ngồi đàng hoàng nào, muốn ngồi chỗ nào? Có thích ngồi chỗ nào? Sky ngồi ghế đàng hoàng nào. Ngồi quay lại đàng hoàng chứ. Muốn ơi. Quả nó. Cắn cái gì con? Cái này của mẹ. Quay mặt đằng trước kìa. Chúng ta quay mặt lại đằng trước xem. Chị muốn quay mặt như thế à? Ngồi đàng hoàng vào chứ. Ngon không? Cái ơi trời ơi, quả này mà còn trừ vỏ ra nữa bó tay mua luôn đấy, mua nè. Sky ăn hết chưa? Thì chuyện trò gì hết. Sky ngoan mà nhỉ. Ngồi ghế nào. Ngã kìa, ngã kìa. Tròn bụng như quả bóng. Làm sao? Chị muốn hả? Chị muốn làm sao? Muốn xịt xuống. Muốn không ngồi được như em mà muốn. Sao lại ngồi như thế? Em ăn hết đi chứ. Ăn hết đi chứ. Ăn đi, dưới tay đấy này, dưới chân đây này. Ngon không? Sky nhìn nhai nghe ngon nhỉ, Sky nhỉ? Nghe cót nhỉ? Muốn quay lại nào, muốn quay lại đằng trước nào, quay mặt đằng trước hả? Quên rồi à?
Cái nào? Ngồi ghế nào con? Này, chị Mút này. Và video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Ôi trời ơi, sao phải xuống đây ngồi?